lần lượt cũng vô sở hữu, vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu. Nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói Đại Thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc dự lưu cho đến tất cả pháp cũng vô sở hữu,